Mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay cũng đến Bình Minh, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long để ghi hình giới thiệu phô mai cho các bạn giao lưu chỗ bạn Quốc Đạt đó. Thì cụ thể và bên trong chúng ta sẽ gặp Đạt để hỏi Đạt giới thiệu. Chào Đạt ơi. Dạ chào anh và xin kính chào các cô chú anh chị ạ. Rồi, hôm nay giới thiệu phô mai cho bà con giao lưu phải không em? Dạ hôm nay thì em xin giới thiệu với các cô chú anh chị là bốn cái phô mai. Rồi. Dạ, những phô mai này là phô mai đế khá không nghe các cô chú anh chị? Đế khá. Dạ, rồi lời nói đầu tiên thì em xin kính chúc các cô chú anh chị sức khỏe dồi dào và làm ăn phát tài ạ. Rồi, cụ thể mời em giới thiệu nha, số 1 phải không? Dạ, phô số 1 anh. Mã số 1 nha anh em. Rồi, tổng thể các anh em ơi. Thấy lớn quá đây. Rồi, em cứ xoay nhẹ nhẹ giùm anh đi, xoay nhẹ nhẹ đi. Rồi tổng thể các nghe anh em. Khá lớn nha anh em. Hoa này đế rất lực nha các cô chú anh chị, đùng lực luôn á. Đúng chuẩn không sai luôn đó. Động đế to to bằng ốc tay không nè. À đúng rồi. Đế rất là to. Tổng lỗi mặt nào nghe các cô chú anh chị. Đấy điều cũng nở. Em cứ giới thiệu bình thường à, rất là đẹp cây. Vàng cháy hết nha anh em, cái da vàng hết rồi. Mai vàng luôn. Mai vàng luôn. Đây là về mấy cây, những cây bonsai này về chơi rất là nhanh chơi. Còn nếu mà nuôi chuẩn đúng chuẩn đó thì nó hơi lâu chút xíu. Ờ. Rất là lực cây nghe các chú anh chị. Nay em về có 4 phôi thôi, mà phôi nào cũng đế khá khá gì như vậy không? Mấy phôi em? Dạ, hôm nay clip mấy phôi? Dạ 4 phôi anh. 4 phôi nha anh. Dạ. Còn phôi đế khủng không nghe các cô chú anh chị. Cộng to to không mà có cái màu vàng á. Dạ. Rất mong anh em chỗ ủng hộ Đạt. Giờ đọc lại số điện thoại cho anh em ơi. Dạ số điện thoại của em là 0939. Rồi. 99139. Em là Quốc Đạt ở thị xã Bình Minh, Vĩnh Long à. Vĩnh Long ha. Rất mong được sự ủng hộ của các cô chú anh chị ạ. Rồi. Cô chú anh chị coi xem kỹ kỹ nha, cây có giá trị cao nha. Xem kỹ kỹ rồi có gì ủng hộ giùm em nha. Đây rất khá. Ủng hộ chủ Quốc Đạt nha anh em. Đây rất là lực nha. Năng cây gốc cây rất đẹp. Nở tủ luôn đó. Cụ nở. Cụ nở ha. Dạ. Đế đều cũng mà ok hết. Rồi em cho thông số đi em ơi. Cái này là mã số 1 nha anh em. Dạ, mã số 1. Để em đo hai cái thông số nghe chân, nhất là nghe chân cổ đế cho. Ờ đo đúng vị trí giùm nha. Anh em mình nói là đo đúng vị trí. À đây là đo nghe chân cổ đế nha. Ngay cổ đế em. Dạ cổ đế thôi. Cổ đế chứ chưa đo bình thân. Cổ đế là 66 à. 66 nha anh em. Cổ đế, cổ đế 66 rồi. Nếu mà đo bình thân của em nó là ở trên này. Bình thân nhiêu đây? Đọc giùm đi. Dạ 56 à. Rồi 56 luôn. Cái chiều cao tổng thể của phô mai số 1 này là 70 à. Chiều cao tổng thể 70. Dạ. Còn cái hoành đế. Hoành đế của em nó là một đường cầm dây còn. Hoành đế nhiêu đây? Hoành đế của em nó là 220 à. 220. Rồi, 220. Rồi. Đế rất khá. Rồi cho xin vài dòng đi em ơi. Xoay đi Đạt ơi, xoay nhẹ nhẹ đi. Cô chú xem kỹ kỹ ủng hộ giùm Quốc Đạt ạ. Ờ vừa xoay vừa đọc lại cái số điện thoại đi em. Dạ số điện thoại của em là 0939 499 139. Ờ. À, Quốc Đạt Bình Minh Vĩnh Long. Quốc Đạt Bình Minh Vĩnh Long, mong anh em ủng hộ nhiệt tình nha anh em. Rồi em báo giá số 1 nhiêu em? Dạ phô số 1 này em xin giao lưu với các cô chú anh chị với giá là 35 triệu ạ. À. 35 triệu nha anh em. Mã số 1 có giá 35 triệu. Cụ rất nở nha các cô chú anh chị, để em cụ nở cho các cô chú anh chị xem. Đây. Cụ nở nha anh em. Đây, cụ của em nó là 114 à. 114. Cụ nở đó. Rồi, cụ nở. Dạ. Rồi, xoay xin vòng nó đi rồi khiêng xuống à. Xin vòng nó đi. 35. Ba nhiêu tiền? 35 triệu anh. 35 triệu nha anh em, mã số 1. Rồi, khiêng đi em ơi, đổi đi em ơi. Đó, đây đi, đổ đi. Đó, đổ đi. Đó, đổ đi. Đó, đổ đi.
Rồi số 2 nha mấy anh. Rồi phôi số 2. Số 2 mấy anh ơi. Nhẹ đi, nhẹ đi, nhẹ đi, nhẹ đi. Tổng thể cái nha anh em. Phôi số 2 nghe các cô chú anh chị. Phôi số 2. Để con to to không nghe các cô chú anh chị. Để to luôn. Hôm nay là đưa hàng khủng không nha. Này là mã số 2 nha anh em. Mã số 2. Mã số 2 này có dán siêu nha các cô chú anh chị. Mã số 2 dán siêu. Dạ. Đế con nói chung là 4 cây phôi hôm nay thì đế gắt là khá. Đế khá hết. Dạ. Khá to. Ok. Bắp tay em cho lên nha. Bắp tay luôn ha. Bằng bắp tay của Đạt luôn. Chân cành có sẵn hết trên cây siêu này, có chân cành sẵn nha các cô chú anh chị. Cứ chậm chậm đi em, chậm chậm đi. Các con anh chơi. Về ghép vẫn được, ghép những cái bông này không cành thiệt, nhưng mà về các cô chú anh chị muốn chơi bông đẹp á, mình ghép những cái bông như đà lộc, chảo, bồ đức, bồ bánh xe. Rồi em cho cái thông số số 2 đi em. Rồi em đo đây, tại vì nó có một cái chi tử ở đây, em đo với chi tử một cái. Rồi nhiêu đọc lớn lên giùm anh nha. Dưới chi tử này là 50 ạ. Nhiêu em? 50 ạ. 50 nha anh em. 50. Rồi lên trên chi tử cho các anh em xem. Rồi nhiêu đây? 40. 40. 40. Hoành đế tổng. Hoành đế tổng đi, cũ đi. Hoành cũ. Cái này nhiêu ạ? Đế tổng của em nó là 201 ạ. Rồi 201 nha anh em. 201. Chiều cao. Rồi chiều cao luôn đi. Chiều cao cũng có dán siêu này là. Chiều cao dán siêu nhiêu? Là 123. Rồi 123 nha mấy anh. Rồi xoay đi em. Cái này là mã số 2 nha mấy anh. Dạ mã số 2 ạ. Đọc lại cái số điện thoại đi Đạt ơi. Dạ số điện thoại của em là 0939 499139 nè. Bình Minh Vĩnh Long á em. Dạ Bình Minh Vĩnh Long. Bọc đẹp Bình Minh Vĩnh Long. Cây siêu rất đẹp nha các chú anh chị. Chân cành có sẵn về mình ghép rất là nhanh chơi nha. Rồi. Đế khá đều. Đế khá đều. Đế to hoặc là không á. Rồi em báo giá số 2 đi em ơi. Dạ con số 2 này em giao lưu với các cô chú anh chị với giá là 22 triệu ạ. 22 triệu. Dạ. 22 triệu nha mấy anh. Đế to đều lực. Đế to đều lực luôn. Rồi ok báo giá số 2 đi em ơi. 22 triệu à. 22 triệu. Đọc lại. Rồi đổi em ơi. Số 3 lên à. Rồi số 4 lên em ơi. Số 3 chứ. Xin lỗi. Nói riết là quen miệng mà con ơi. Không biết số mấy. Thông cảm giùm. Rồi số 3. Số 3 nha mấy anh. Hôm nay là phôi lớn không á. Mã số 3. Quá luôn, quá luôn. Quá luôn. Cái nó đi. Không,
khá là to nha anh em. Rồi ok. Em vô không? Rồi đầu tiên cho xin dòng trước đi ạ. À. Cái này là mã số 3 nha anh em. Coi lớn không? Mã số 3. Cây dốc cây rất đẹp nha các chú anh chị. Con này em mới lấy con anh về. Quá to rồi anh em ơi. Đây cây rất là khá. Nó có những hiện tượng này nha anh. Hiện tượng nha các cô chú anh chị. Đâu sao đâu? Đây, hiện tượng là bể xù này nha. Bể xù. Dấu hiện tượng là bể xù rất nhiều nè. Rồi. Bể to lên tới lên luôn. Tới lên, tới luôn phải không? Dạ, lên tới đầu. Cái này nuôi rất là tương lai, hàng lên xù rất là nhiều, rất là mạnh nha. À. Rồi, xoay nhẹ nhẹ đi em. Rất là khá đều. Dốc cây rất đẹp. Có cần về người vịnh không? Em đo đây có cần người vịnh không? Dạ được rồi, không có tính nổi đâu. Rồi em đo thông số đi em ơi. Rồi. Quá trời. Hay quá bà nghe các con chết đi. Em đo thông số đi. Cái này là số 3 nha, anh vịnh giùm đi anh ơi. Vịnh giùm đi, cho chắc ăn. Nhiêu à? Rồi, hoàn thang của em nó là 48 à. Rồi, 48 nha mấy anh. 48, đúng vị trí ha. Dạ. Rồi chiều cao tổng thể. Chiều cao tổng thể cái nha mấy anh. Chiều cao tổng thể nhiêu đây? À, 108 à. Rồi, 108 mấy anh ơi. Rồi đế của em nói là hoành đế nhiêu đây? Hoành đế của em nói là 270 là 220 à. 220 hoành đế. Rồi ok. Rồi xoay đi, xoay đi. Coi số 3. Coi số 3. Cái này đẹp đẹp. Coi số 3 nha mấy anh. Đây cái hiện tượng lên xù rất là đẹp nha các chú anh chị. Hiện tượng lên xù. Đây là hầu như là bể gãy gác gấp thân rồi đó. Gấp thân cây rồi đó. Nè, à, quá nhiều nè. Rồi em xoay đi, xoay nhẹ nhẹ giùm anh đi, xoay đi, xoay đi. Rồi số 3 này báo giá luôn Đạt ơi. Cái này 27 triệu à. Số 3 có giá 27 triệu à. Số 3 có giá 27 triệu nha anh em. Coi mai cái này rất là khỏe là gốc cây à. Số 3 có giá 27 triệu. Cái này thì em bao ship toàn quốc nha các cô chú anh chị. Bao ship toàn quốc luôn. Cái voi này thì voi này nó ra từng mạnh rồi chắc giao lưu với các cô chú anh chị gần đây thôi. Chắc coi giao lưu ta thì nó hơi bắn lâu quá nó hơi ngọt cây. Mã số 3 có giá 27 triệu. Rồi đổi em ơi. Rồi đổi. Rồi đây là cái voi số 3 có giá 27 triệu. Mong anh em tiếp tục theo dõi một cái video tiếp tục một cái voi mai khủng tiếp. Anh ơi kéo các bạn quay ra cái chỗ bóng đèn giùm cái Đạt. Ngay chỗ bóng đèn á, ngay bóng đèn luôn. Ừ, ngay bóng đèn luôn. Rồi tiếp tục pho số 2 nha mấy anh. Số 4 chứ. Đây là cái pho số 4. Pho số 4 là có một pho mai xù luôn. Pho mai xù nha anh em. Cho anh xin vòng trước đi em ơi. Cho xin vòng đi. Wow. Rồi rồi sửa lại giùm mấy anh ơi, sửa lại giùm, quá lớn rồi ngã luôn rồi. Cái kia ra,
Lấy bạn quay ra trước, lấy quay ra trước. Cái này là mã số 4 nha mấy anh. Cho anh xin vòng trước đã ơi. Chậm chậm đi em, chậm chậm nhẹ nhẹ đi, không sao đâu, nhẹ nhẹ đi. Nhẹ đi Đạt ơi, nhẹ đi. Rồi, xoay nhẹ đi Đạt ơi. Để khủng luôn anh chị ơi. Có cành lá luôn, lá xanh luôn. Cây mới về luôn á. Mới về. Lên 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 luôn cho các cô chú anh chị. Lên cho nóng ha. Cái này là mã số 4 nha anh em. Đọc lại cái số điện thoại Đạt ơi. Dạ, số điện thoại của em là 0939 499 139 à. Để gấp cổng này các cô anh chị. Sợ đế nơm mà xù nữa. Đế nơm xù luôn. Đây là xù đây nha. Đâu đâu đâu. Xù đây. Ê, chưa có em chưa có vệ sinh thôi. Đây xù đó nha. Có xù nha mấy anh. Dạ. Xù rất là nhiều nữa. Chân cành có sẵn hết trơn nha các chú anh chị. Ừ, đúng rồi, gọi vô. Đây, giới thiệu là xù này nha. À, xù. Dạ. Mình chưa có vệ sinh nên không thấy rõ rồi. Mới về lên luôn cho các chú anh chị xem cho nóng luôn. Để gấp mà cũng đây đâu gấp cũng luôn. Quá trời ra một đấy. Xù nãy đâu? Đây, đây. Đây. Xù đây. Nè, mấy cục này luôn nè, mấy cục đó luôn nha. Mấy cục luôn. Những cái chân cành này nó bể đó, cho nghe các chú anh chị. Rồi em cứ giới thiệu bình thường. Chân siêu chân cành đầy đủ về các cô chú anh chị thì rất là nhanh chơi nha. Nhanh luôn. Có chân cành đầy đủ. Đây rất đẹp, chân siêu rất là đẹp. Rồi em ơi, tiến hành thông số được rồi em ơi, thông số đi. Đọc lớn lên nhiêu nha, nhiêu được lớn anh dùm. Coi này hoành thân nó là 36 à. Rồi 36 nha mấy anh, hoành thân 36. Hoành đế của em nó là 107 à. Hoành đế 107 nha mấy anh, rồi ok luôn. Để em đâu ngồi đế nôm cho các cô chú anh chị xem nha. Đế nôm luôn. 45. Rồi 45. Dạ. Đấy là 45. Rồi chiều cao tổng thể. Em cho em cái chiều siêu của em đó. Siêu luôn. À khoảng 108 anh. Rồi 108 nha mấy anh. Dạ. Khoảng 108. Rồi xoay đi em. Đứng rồi quơ cái tay lên lên ngay từ nãy giờ đó. Quẩy quẩy cái tay lên. Để quá rồi để luôn. Rất là khủng. Hàng này không chơi cho hàng nào đó các chú anh chị ơi. Rồi ủng hộ cho Đạt nha anh em. Rồi em báo giá số 4 đi Đạt ơi. Rồi số 4 này em xin giao lưu với giá là 18 triệu à. Rồi số 4 có giá 18 triệu. Số 4 có giá 18 triệu nha anh em. Rất mong được sự ủng hộ của các cô chú anh chị ạ. Số điện thoại của em là 0939 499 139 à. Đây là Quốc Đạt Bình Minh Vĩnh Long. Bình Minh Vĩnh Long. Xoay đi em, xoay đi em. Rồi cuối video thì Đạt cho bà con mình cái lời chào đi em. Dạ em thì
xin cảm ơn các cô chú anh chị đã ủng hộ em trong suốt cái thời gian qua. Rồi. Rất mong được sự ủng hộ của các cô chú anh chị. Rồi. Trong suốt những cái video tiếp theo. Rồi. Và gửi lời chúc sức khỏe đến các cô chú anh chị ạ. Rồi rồi rồi. Thay mặt bà con cảm ơn em rất nhiều nha. Chúc sức khỏe em. Rồi hẹn em những video tiếp theo để chụp hình nữa. Chúc sức khỏe anh em nha. Hẹn em những video tiếp theo nha anh em. Mến chào tạm biệt. Đến ra đứng chụp hình luôn các coi. Kéo coi. Chụp hình nha. Ừ.